Sáng nay, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dự hội nghị trực tuyến toàn quốc về phòng chống ma túy do Bộ Công an tổ chức. Dự hội nghị có đại diện các bộ ngành liên quan, lãnh đạo các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Đặc biệt có sự tham dự của đại diện lực lượng phòng chống ma túy trong toàn quốc. Theo Bộ Công an, thời gian qua, tình hình an ninh chính trị trên thế giới tiếp tục có những diễn biến phức tạp, tiềm ẩn nhiều yếu tố bất ổn, khó dự báo. Công tác đấu tranh với tội phạm ma túy ngày càng khó khăn, phức tạp với nhiều thủ đoạn ngày càng tinh vi. Năm 2022, các lực lượng chuyên trách đấu tranh chống tội phạm ma túy của Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, Bộ Tài chính đã phối hợp hiệp đồng phát hiện bắt giữ 26.967 vụ, 41.308 đối tượng phạm tội về ma túy, thu giữ 809 ký heroin, 6,1 tấn ma túy tổng hợp, 867 ký cần sa và trên 1 tấn ma túy khác, triệt xóa 417 điểm, 43 tụ điểm phức tạp về ma túy, đấu tranh 1.563 vụ lợi dụng cơ sở kinh doanh có điều kiện về an ninh trật tự và dịch vụ nhạy cảm để sử dụng ma túy. Phát biểu tại hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chỉ rõ một số tồn tại, hạn chế, những khó khăn, thách thức trong công tác phòng chống ma túy. Trên cơ sở đó, để tạo chuyển biến mạnh mẽ công tác phòng chống ma túy, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các bộ ngành địa phương, nhất là ở cơ sở, căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức lãnh đạo, chỉ đạo đấu tranh phòng chống ma túy từ sớm, từ xa, từ cơ sở, tiếp tục rà soát, sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện hệ thống văn bản pháp luật liên quan, tạo cơ sở pháp lý đầy đủ, đồng bộ về công tác phòng chống ma túy, khẩn trương kiện toàn ban chỉ đạo phòng chống S, ma túy, mại dâm các cấp, tăng cường hợp tác quốc tế, nhất là các nước có chung đường biên giới và các quốc gia có tiềm lực về kinh tế, kinh nghiệm trong công tác phòng chống ma túy, đẩy mạnh triển khai chương trình phòng chống ma túy giai đoạn 2021-2025.